Putin tái đắc cử tổng thống Nga. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy ông Putin chiến thắng cuộc bầu cử năm nay và sẽ lãnh đạo Nga nhiệm kỳ 2024-2030. Kết quả kiểm hơn 84% phiếu bầu cho thấy ông Vladimir Putin đang nhận được 87,18% số phiếu, tỷ lệ cao kỷ lục trong lịch sử hiện đại Nga. Ủy ban bầu cử trung ương Nga ngày 17 tháng 3 cho biết các vị trí tiếp theo lần lượt là Nikolai Karitonov, 4,23%. Vladislav Davankov 4% và Leonid Stutsky 3,16%. Với kết quả này, ông Putin sẽ đắc cử nhiệm kỳ thứ năm và trở thành người lãnh đạo Nga trong 6 năm tới. Ông là tổng thống Nga các nhiệm kỳ 2000 đến 2004, 2004 2008, 2012 2018, 2018 2024 và giữ vị trí thủ tướng giai đoạn 2008 2012 ông Putin đắc cử năm 2012 và 2018 với lần lượt là 63,6% số phiếu và 76,69% số phiếu. Xin chúc mừng ông Vladimir Putin có thắng lợi huy hoàng trong cuộc bầu cử tổng thống Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết trên Telegram. Phát biểu sau chiến thắng, Tổng thống Putin cảm ơn cử tri Nga đã bỏ phiếu và ủng hộ ông. Ông chủ điện Kremlin tuyên bố, Nga sẽ không bao giờ bị đe dọa thêm rằng kết quả bầu cử sẽ giúp xã hội Nga được củng cố và mạnh hơn. Trước tiên, chúng ta cần giải quyết các nhiệm vụ của chiến lược quân sự đặc biệt, tăng cường năng lực quốc phòng, củng cố sức mạnh lực lượng vũ trang. Quá trình này đang diễn ra với tốc độ tốt và chất lượng tuyệt vời, ông Putin nói. Ông Putin cho biết sẽ triển khai mọi kế hoạch phát triển nước Nga và đạt những mục tiêu từng đề cập trong thông điệp liên bang cuối tháng 2. Tổng thống Nga không vội thành lập chính phủ khóa mới với nhiệm kỳ hiện tại vẫn còn khoảng hơn 2 tháng nữa mới kết thúc. Về đối ngoại, ông Putin dự đoán quan hệ Nga-Trung sẽ mạnh mẽ hơn trong những năm tới. Nga sẵn sàng thảo luận liên quan đề xuất của Pháp về một lệnh ngừng bắn ở Ukraine trong thời gian diễn ra Olympic. Tổng thống Nga cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra xung đột toàn diện nếu NATO đưa binh sĩ đến Ukraine. Bầu cử tổng thống Nga diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3, với hơn 94.000 điểm bỏ phiếu khắp đất nước. Trong đó có cả bốn vùng Nga vừa sáp nhập hồi tháng 10 năm 2022 tại nhiều khu vực, ông Putin nhận được sự ủng hộ hơn 90%. Đây là lần đầu tiên Nga tổ chức bầu cử tổng thống trong 3 ngày, thay vì một ngày như trước đây. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu năm nay là 74,22%, vượt con số kỷ lục 67,54% hồi năm 2018, theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga. Kỳ bầu cử năm nay rất được ông Putin coi trọng, bởi đây là cơ hội để ông quyết đại thông điệp cứng rắn của mình với phương Tây, đồng thời thể hiện vị thế vững chắc trên chính trường Nga, theo giới quan sát